Alo, cả nhà. Cả nhà hồi mới thức dậy nha. Không biết. Hai lúa không biết xài kìa. À quê chỉ kìa. Cái này là ốc đi lên nè. Rồi bấm lên nè. Đó là mini nước là mini nước plus. À bạn uống ngon không? Strawberry got. Dạ. Ừ. Để thì mẹ dẫn chiếc phút. Mấy chị mới đi du lịch Thái Lan về nè, đứa nào đứa nấy đen thui. Hà Quy đi du lịch Thái Lan là về trước mình 2 ngày đó anh. Đi Thái Lan khoái ngân hàng lúc trời luôn. Ờ đây nè, shopping. Khoái châu Á. Shopping đưa cho 1.000 baht mà đi nguyên ngày 2 ngày về lại còn... Âu hết mùa du lịch luôn chứ hả? Hết mùa du lịch luôn mà vẫn còn 900 hả? 950. Đi shopping sao mà giờ hai ba bập mà còn dư 900 baht nữa hay gì? Dư các bao xong rồi. Còn Insta thì thăm luôn ha. Insta thiếu luôn. Wow, bên ngoài đẹp lắm. Cái này cái sofa này tôi thấy xây giúp chưa được mà. Hôm nay nắng đẹp quá trời luôn đó nha. Chỗ đèn nó rất còn rộng nè. Tự nhiên cái này mình ngồi mình nhìn nhìn được thôi, mình nằm nhìn nó đẹp. Quá trời luôn. Mấy anh chỉ kìa, sướng không? Sáng đa phơi nắng rồi nữa chứ, gió quá trời gió. Đắp mền đi Insa, đắp mền đi con. Yeah. Chưa? Không. Sập vô. And the best. Gió quá trời gió. Coi mấy ảnh chỉ kìa. Quá vậy rồi. Gió quá anh hả? Sơn này Christian Sun nè. Hơi đầu bếp nè. Đã chưa? Đó. Sáng dậy là có người chiên nè. Đó. Bánh mì. Nay nó cũ rồi. Đi ra nó bị cũ rồi hôm qua. Đi ăn thì gói vậy ta. Alva nãy giờ ăn nè, tới Insa nè, ô cái đầu tóc đẹp ghê ta. Ồ quá đẹp luôn. Đầu tóc của kìa vua. Alex. Kìa, chị hai ra kìa, chị hai ra kìa. Chị hai ra kìa. Nó này nó khuya quá trời phải không? 4 giờ, 4 giờ sáng. Làm thêm mấy lần nữa. Anh Lâm vô làm nhanh lắm rồi, vô ngáy rồi hôn gì luôn. Ừ anh uống. Anh mà uống thôi chín chín vô anh ngủ nhanh lắm. Ờ mà anh Lâm này uống nhanh mới bắt đầu á. Hả? Mới đầu anh Lâm uống mau rồi. Làm đi đi, tôi làm kia đi đi. Rượu rượu ngon mà biểu. Rượu ngon làm nhanh lắm. Anh Lâm uống cái là phải có cái tung lạnh cho bơi. Phải đi tới đường nước mà. Đúng rồi. Tại vì tụi chị làm tiệm á quen rồi. Ăn uống gì cũng nhanh hết trơn, ngốn là cho xong đó. Cho nên khi mà ông uống bia ông uống vậy nè, ực xong ông vô ông ngủ vậy đó. Sao giống, giống mấy đứa đi băng giấy số giữ cái đầu tóc kìa. Đây nè. Nhìn xa cái đầu tóc kìa. Sao mình cứ đưa hát xong? Alex biết hát xong. Mấy chị đi đợt Thái Lan nhà chị nào, chị nói đem thằng lùi á là kìa. Khỏi lắm. Mấy bước kia còn đen hơn hả? Bị cháy á. Gần cháy thôi chứ. Và lần đầu tiên đi về đi Bangkok đúng không? Hai đứa nó đó. Lần đầu tiên đi Thái Lan. Đi Bangkok, đi sao? Nhưng mà Việt Nam chưa đi. Đi Việt Nam mơ hơn Bangkok á. Nhìn đứa con bị té u đầu phải không? Đúng rồi. Vui với mùa bé. Nhìn tiếp tiếng kìa. Alex muốn ăn mì là ăn mì chắc ăn mì gói ha, mì gói ngon hơn á. Ăn mì gói ha. Mì khô. Alex là đạo mì gói. Mì. Trời hôm nay được chú Hà Quy phục vụ đã. Dạ. Đây, nè, từ quay nha. Alex kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây ăn sáng đơn giản nha. Ê mà sáng lạnh lạnh húp cái này ấm ngon nè. Trời lạnh. Trời gió lạnh lạnh nè. Bye guys. Wow. Trứng bỏ trứng vô nha anh Năm. Trong gia đình nhỏ được đi nhà nghỉ mát ở Kristiansand miền Nam của Norway ha. Đây là nhà của chính Tech nha. Vợ chồng chính Tech mới mua nè. Khu này rất là đẹp nè các bạn. Cái đường chạy xuống cũng đẹp nữa. Ừ. Cái này mà tự im á, quay flycam á, cái khu này thì chắc là đẹp dữ lắm luôn. Trước mặt cũng có bến tàu nha các bạn. Ở đây núi rừng, biển rất là đẹp. Ở dưới đây có căn bán nè các bạn. Dưới đây. Ai muốn làm muốn làm của gia đình chính Tắc thì xuống đây. Ở loa kìa. Ai làm cái đầu tóc đó anh vợ? Em hơi dục đấy. Anh vợ thì da nâu thì nhỏ anh giờ nè. Sao không vậy kìa? Ừ. Trời ơi, sướng quá hôm nay mình được phục vụ. Trời ơi, chú đáo vậy. Trái cây cái mình xuống đây vợ chồng nó phục vụ, chừng về Việt Nam mình phục vụ lại. Ăn trái cây măng cục. Ăn khế chả vàng á. Ăn khế chả vàng. Lần này là ăn dưa chả vàng. Bây giờ cả nhà tụi Huyền đi dạo phố. Đây nè, Alex nè. Gia đình chính Tắc đây. Tụi Huyền sẽ đi xuống dạo phố nha cả nhà. Hôm nay gió quá không, chưa có đi biển được nè. Gió quá trời gió các bạn. Xui hả, hôm qua lên thì hơi trễ, không đi chơi được ha. Hôm qua thì ấm. Lạnh không? Chính Tắc. Không, trời ơi, mà lạnh ghê, trời ơi. Châu kìa, châu, chân châu nó chịu lạnh nó dở lắm. Vậy đó hả? Dân nó quy mà dở. Trời ơi, thích 30 độ mà. Vậy đó hả? Vậy là hợp với Việt Nam á. Đi xuống dưới coi bến tàu hả? Coi ra xe nghe cả nhà. Chỗ này ở dưới này thì có chỗ đậu xe ha. Mỗi cái nhà ở trên đó thì có một chỗ. Đây. Cẩn thận. Có ai chiếm cái chỗ đậu xe của mình á. Bây giờ tụi Huyền đi xuống bến tàu của Hồng Quy. Hồng Quy có được một chiếc tàu nhỏ các bạn. Ở chỗ này cũng mình ra mình ngồi chơi cũng được nè anh ha. Nhưng mà do gió lạnh quá tụi Huyền núp ở trong nhà không à. Ở đây là chỗ chung nè. Dạ. Ở biển á các bạn, ở biển thì nó đẹp vậy đó nhưng mà gió lắm nha. Do khí hậu ở đây nó lạnh á. Đi xuống coi chiếc tàu nhỏ của chú Hồng Quy, chiếc tàu nhỏ thôi các bạn, để tàu xanh đậu bự kia, cái nhỏ gì chạy ra chạy lại đó. Đó, tàu xanh bự đó. Chiếc tàu kia của hai vợ chồng chính Tắc bán được rồi. Ôi dưới đây có ít kem nữa nè, chiều chiều xuống mua ít kem ăn. Đi xuống đó còn ngồi đó các bạn. À, xuống lục đá rồi đó. Ờ, anh khóa cửa xe đi, em có cái bóp ở trong đó đó. Dạ. Như Huyền nói ở gần biển thì đẹp các bạn, đẹp lắm nhưng mà gió mình cũng rét các anh ha. Nhà đi hot quá. Nè các bạn coi nè, quá chừng đẹp luôn. Cái hò ghen trụ của mấy cái chậu hoa kìa, quá đẹp luôn cái vườn. Hôm qua tụi Huyền đến xong mà đến nên anh em tụ lại nhậu quá trời. Ngày mai con
xong rồi không có xuống đây chơi, không xuống đây tham quan. Thì hôm nay tụi Huyền xuống đây tham quan xong chút chạy xuống phố chơi nè, cũng định tắm biển các bạn, nhưng mà gió lạnh quá chắc là không có tắm được. Ở dưới này thì có một cái nhà hàng nha các bạn, có một cái nhà hàng, cái bar với lại một chỗ bán kem đổ xăng nè. Nào, đó, quay cái chỗ này cho các bạn xem nha. Vợ chồng chính tắc rồi nè, ở trên nè, đây nè. Nhà của Hà Quy là cái căn đó các bạn ha. Tụi Huyền tưởng nó là mấy cái hít te riêng á, nhưng mà không, cái này là cái kiểu cất nhà dãy á các bạn. Đây. Hà Quy lúc mà mua cái nhà ở đây là được cái chỗ đậu tàu, với được người ta cho chiếc tàu luôn. Chiếc tàu nhỏ. Đây. Wow. Ở đây cũng có chỗ đưa tàu lên xuống nè. Ở đây có chỗ đổ xăng. Ông này ông đổ xăng nè cả nhà. Chỗ đây thì nhỏ thế các bạn. Nhỏ thôi nhưng mà dễ thương, đẹp. Mấy căn này Hà Quy nói người ta cho thuê nè. Đó, ví dụ như có ai muốn xuống đi chơi á, thì mình thuê mấy cái căn này các bạn. Rồi mình có thể mình mướn tàu, mình bơi ra đảo chơi. Đó, rất là đẹp luôn. Phía trên này là nhà hàng ha. Đây, nhà hàng nè, gia đình chính tắc xuống nè. Bên đây là bán kem nha các bạn. Đây bán kem nha. Ở dưới đây có một lô sen hả? Anh chiều. Ở dưới đây hả? Ồ, nước cũng sâu quá chứ. Ồ, nước trong xanh hả Quy? Nước trong đã quá hả? Ủa, nước trời, ở ngoài nhìn nước cái màu ngọc bích các bạn. Ôi, có cá con nhiều quá luôn. À, chắc chiếc này nè cả nhà, chiếc nhỏ nhỏ này nè. Mua cái người ta tặng luôn chiếc tàu các bạn, người ta bán chung luôn á. Ở đây rong quá. Ủa cá con nhiều quá kìa trong. À chiếc này hả? Trời chiếc này cũng ngon chứ. Của người ta, của mình kế bên phải không? Đây nè, chiếc này được chứ bộ, đi câu cá ngon lành nè, câu cá nục là ngon lành luôn. Ê, mà chị thấy cũng rộng chứ. Đi chụp biên được á. Cái chiếc này nè, câu cá nục đồ dễ gõ lắm. Ừ ha. Ê, hai chút mình làm chuyến đi kiếm cá nục về nướng ăn không ta? Ha? Chút cả nhà mình đi. Bỏ lòng cua, cá lòng cua nữa. Có không? Có luôn hả? Chưa bao giờ xài. Nhiễm mặt xạ. Ở chỗ tàu sắt nè. Tàu này xài tới chừng nào mới hư đây? Cái bằng sắt hết á. Ê, cái chiếc bự tuốt ở ngoài kìa. Đẹp á. Gia đình hai gia đình chuẩn bị đi vô Christensen nha. Đi dạo phố. Bây giờ tụi Huyền đi dạo phố các bạn.
À, gió quá chưa đi biển được. Ừ, quên. Ủa, quên vậy? Gió. Mấy cái tàu rồi đi Đan Mạch đó các bạn. Ồ, ba chiếc Tesla. Ồ, chiếc nào của Hồ Quy? Chiếc nào của Hồ Quy à? Không sao biết luôn. Lộn luôn rồi. Đây các bạn sẽ đi nhiều lắm. Bây giờ là ba bốn chiếc trước. Không biết chiếc nào của nó. Chiếc hồi trước hả ba? Chiếc trước hả? À, chiếc hồi trước hả ba? Có Eco là chiếc hồi trước hả ba? EF là chiếc hồi trước. Đó, giờ đang vô phố rồi cả nhà. Đang phải kêu... Phố này lớn hơn Bosch Green không anh? Lớn hơn phải không? Lớn hơn nhiều em. Lớn hơn nhiều ha. Frederikstad. Vậy hả? Tụi Huyền, Huyền xuống đây chắc được hai lần các bạn. Một lần thì chạy xẹt ngang rồi thôi, chạy về chứ không có đi đâu. Lần này xuống thì để Huyền sẽ khám phá cái phố này ha. Đó, ấy phải, phải. Tới Vũng Tàu rồi nha. Hai gia đình đi vô Vũng Tàu mua đồ một chút đi. Sao giàu quá không mua cái mới. Mình phải sắp cho nó tùm lum hết à. Ok. Nè. Bây giờ vô đây mua mực hả ta? Mua có mực tươi không? Giờ xào rồi. Tối nhậu mày không Quy? Ừ. Thích hả? Thích ăn lẩu hả? Thích ăn gì? Ok, nè. Thích cái đó đó. Thích nhất là cái đó đó. Tới Vũng Tàu rồi. Tới Vũng Tàu nè. Ở Châu mùa hè mặc đồ kìa. Trời ơi. Ồ, tiệm này lớn quá hả? Hả? Tiệm này lớn rồi nha, tiệm người Việt Nam mình nè các bạn. Tiệm người Việt Nam mình á. Nhưng mà người Na Uy thì vô đây rất là đông ha. Mua ở đây cũng đông nè. Để cho người ta ăn nữa với hai vợ chồng hốt hết rồi. Ồ, mực này là mực lá nè. Không phải mực lá, mực gì đó. Rồi mực nang ha, mực nang. Wow. Ok. Trời ơi. Nè. Mực quá trời. Đâu phải bự là ngon đâu. Hai con đó là bự nhất rồi. Có bốn người mà ăn dữ vậy. Mấy đứa nhỏ nó ăn được không? Còn cái chả giò nó cũng làm cái hiệu Vũng Tàu luôn hả? Ngầu vậy. Wow. Coi kìa. Ồ, cái bánh bao nè. Ở đây 43 đồng cái bánh bao. 100 ngàn đồng tiền Việt. Có ăn gì em? Có bánh mì nữa nè. Đi sẽ ăn gì? Bánh mì nè. Ở trong này có mấy cô đang sao? Ủa mấy đứa này chưa trả tiền mà ăn hả? Được không? Nhìn thấy chúng ở đâu rồi á? Trời ơi, sao tôi mong quên quá. Trả lời thăm Celine tới bây giờ biết đi rồi. Hôm nay tụi Huyền vô cái tiệm ở Christensen thấy các bạn. Cái tiệm này cũng là của người Việt mình làm chủ nè cả nhà. Tên là Vũng Tàu các bạn. Đó thì sẵn ở đây Huyền cũng mua vài thứ gì về ăn luôn. Ở nhà cũng hết rồi. Bán đầy đủ lắm các bạn, lớn lắm. Đây nè. Gia đình đang ăn ra còn lấy thêm cái miếng dưa nữa hả? Lấy cái chị để bật xe ghê quá anh hàng dữ quá. Christensen đậu đây luôn hay sao? Chạy chơi một chút hả?
sao đậu đó luôn? Chị tới chút chi? Hả? À. Nè, ảnh chỉ vô đứa con trai hết nè. Ok, con Ventolit. Alex con. Dạ, để Alex dẹp ra kìa. Alex giúp con nha. Được không? Đây mẹ giúp cho con. Ồ, giỏi quá. Ba đó. Ngạo. Con này cho Alex cũng không? Dạ, con này. Ờ, cũng được. Đó này cũng 150. Ừ, đẹp đó. Alex, dễ mà. Thử đi. Alo. Một tặng luôn đi, một tặng cho Alo. Hả? Ê, Ilsa chứ. Này này đậu lên đằng kia coi. Trắp tít tê. Kệ mua tặng cho nó ăn đòi. Màu hồng á. Trời, cái chân cũng bự vậy đó hả? Trời, chân như hai chân bự dữ ta. Bốn mấy luôn. 30 này ba mấy vậy? 33 được, 33 được. Này 34. Ô Christian Sunday các bạn. Ô Christian Sun. Ủa Châu đây mà, sao nói vô kia? Huyền đâu rồi? Ủa vậy đó hả? Rồi gia đình nhỏ đi dạo phố chút xíu ha. Wow, ở Nui làm mấy cái chậu bông nè. Đẹp ghê không? Đông ghê không? Quá trời người. Phố này lớn thứ mấy ta? Thứ mấy? Thứ bảy nha Nui hả? Lớn thứ bảy hả? Có dừng xe nha. Vô thì sau trùm xe đồ nữa chứ. Bù đê Frederick Star. Đây là đường phố đi bộ ở Na Uy nè các bạn. Đó. À thôi kìa, trước mình không có ghé vô đường này đúng không? Không có ghé vô đường Golgotha. Bây giờ đi nhà hàng Việt Nam các bạn. Đi đi, đi con gái đi. Ở mấy cái áo này mà mặc đẹp nè. Nè nè. Ừ kìa nè. Em thích lấy cái này nè. Bông vậy đó ha. Bông thôi. Nó hợp với Việt Nam. Ở quần nè, Hà Quý. Hà Quý. Quần nè. Quần này đi biển cũng cool nè. Đúng rồi đó. Để lựa ha, lựa vài cái coi. Cái này về Việt Nam á. Đó. Chắc anh mua nè. Cái xích cái áo kia, cái áo kia. Ừ. Hà Quý hộp á. Ừ. Thì đang mua nè. Mấy chiếc Hà Quý nè. Vô trả giá được không ta? Mấy chiếc đi với Hà Quý nó dạy cho mua đồ đây. Phố ở đây rất là đẹp nha cả nhà. Anh Hùng thử đồ sao lâu quá trời. Hồng Quy thì xong rồi, anh Hùng chưa ra. Các bạn coi ở đây nè. Hoa rồi. Đẹp lắm. Đông đúc cả nhà. Hôm nay cuối tuần cho nên phố đông lắm các bạn. Cái tiệm nó bự ghê ha. Đây nữa nè. Đông quá trời luôn, hôm nay cuối tuần á. Dạ, ồ anh lâu lâu mình đi xuống đây du lịch chơi cũng vui chứ bộ.
đấy nè, đông đúc lắm các bạn. Giờ tôi hiện đang đi đến tiệm Việt Nam ăn ha. À có cái gì nè, bán đồ ăn ở ngoài nữa kìa, rau củ anh. Trời trời vậy dạ. Trời trời ở đây nữa nè. Đó trời trời các bạn, bán rau củ rồi. Đấy, hai tiếng giải hạt tiếp. Ủa? Được á, ăn mới ít xa. Ờ, thấy trái cây á. Đấu hoa nè. Ờ, đây là nhà hàng Việt nha các bạn. Đi chicken. Dạ. 4-5 phút luôn đó. Giờ mình đã vô tới khách sạn, khách sạn quán ăn rồi nha. Quán ăn này thấy ở trong bếp cũng 5-6 người làm. Đó, cái gần tròn hả? Phở hả? Đây đi vô tư xe với bà ba. Cái này là gì đây? Shinga. Bia này của ai? Bia này của ai quên rồi. Của Thái hả? Bia này của vợ chồng chính tắc mời. Thái này nó còn có loại bia đúng không? Chăng bia. Là con voi á. Dạ, đúng rồi. Con sao mà leo được. Chúc mừng sức khỏe. Chúc mừng hai đứa mua được nhà nghỉ mát quá tuyệt vời. Dạ, quá đẹp. Cảm ơn. Cảm ơn Nam chị Hiền. À, hai đứa này bây giờ muốn làm YouTuber nè. Dạ. Chia cuộc sống của chính tắc á. À, cả nhà nhớ like nha, nhớ like nha, khi nào chính tắc có là giới thiệu liền kênh liền ha. Dạ. Để hai đứa nhỏ này nó dọn ra hả? Vậy là khán giả phải chờ hơi lâu rồi, tới 10 năm nữa thôi à. Nhanh mà. Ít cà phê gì lạ dữ trời. Ủa là cà phê đá không hả? Này thành cà phê sữa rồi. Cái này phải cà phê Việt Nam. Cái này là cái cà phê trong cái lon xét đó. Nó được espresso á. Bò xe nó. Ít cà phê nè các bạn. Đó, lạ chưa? Chút cái này nè. Cái này là cơm chiên của con nít. Ồ cái mùi thơm quá vậy anh. Ừ. Ủa sao không thấy cơm á, nó đem ra sao chắc. Cái này là cà ri á, nghe cái mùi cũng thơm lắm. Cà ri xanh. Ờ. Hồi với châu nhậu nãy giờ mình chờ chắc hơn 40 phút không? Hơn ha. Trời ơi, bia đã lắm. Giờ nhìn thấy ngon đó. Bún chay giò này. Đây là cái món này luôn. Hay là bún chay giò. Bò này menu. Skol. Hồi với châu nhậu cũng rồi. Im xa buồn này. Thì lấy cái mũ á, mình cho hết nha. Đây tới cơm thêm trời ơi cái tô có chính tắc này các bạn. Vậy coi này, coi này trâu này. Rồi ăn đi. Hai đứa kia. Sao cho điểm mày ngon không? Ngon mà phải không? Mà muốn tên kìa mẹ. Con ăn tốt rồi. Đây đồ Việt Nam mình nè, ngon như thế ha. Em ơi cho mấy cái muỗng cho con em bé ăn đó em. Chạy đã luôn á. Nó hiểu Việt mà. Hiểu chứ. Ăn tô phở là rau có chút xíu à. Ở Việt Nam mà đầy luôn.
rau để tắt. Ở Nô Quy ai mà muốn ăn ngon theo gia đình chính tách nè, biết là có ăn ngon à. Ăn hả? Của Lâm Diền á, thích coi gì? Nếu mà thích coi đó thì không có cái chanh đâu đó. Ăn uống du lịch. Ăn uống và du lịch. Cái đó nhiều người bán là có tạch chanh với người ta được. Du lịch tới Nô Quy đâu có ai. Thấy chưa? Châu Âu nè. Thôi mình đói bụng quá rồi, mình ăn chút ha. Cả gia đình tụi Huyền ăn xong rồi, bây giờ đi về. Đi về nghỉ ngơi. Đó, quá gió. Dạ. Ô, ăn xong đau bụng này, bây giờ về nghỉ ngơi chuẩn bị tối nay uống tiếp. Tạm biệt cả nhà anh. Nè, tạm biệt nè. Tạm biệt. Tạm biệt quên bấm nút quay. Tạm biệt nè, clip này còn tiếp tiếp gặp 2 tập 3 nữa. Bye bye.